chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube nghe trang đọc truyện ngôn tình ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện sổ tay sử dụng sủng phi của tác giả phong hà du nguyệt truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh cổ đại sủng trích nguồn cung quảng hằng editor tát chứng beta gấu boki diễn đọc chan các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ cho chan like, share video để giúp kênh tăng thêm lượt đề xuất, đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua các hình thức, Chan đã ghi ở mục miêu tả video bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 137 Không đợi kịp Trận mưa này vừa lớn vừa nhanh, triệu giới vừa trở về không lâu, mưa liền ngừng. Nhưng Ngụy La lại thấy có chút khó chịu. Vừa mới dùng bữa tối cách đó không lâu, mặt nàng liền hồng lên, thần chí mơ hồ cuộn trong lòng triệu giới nói mấy lời mơ hồ không rõ sau khi thỉnh đại phu tới khám đại phu nói nhiều ngày nay nàng lao tâm quá độ hơn nữa hôm nay còn bị hàn khí nhập thể nên mới phát bệnh đại phu viết một toa thuốc triệu giới lệnh cho một gã sai vặt đi theo đại phu lấy thuốc bản thân thì nhận lấy khăn kim lũ đưa qua đắp lên trán ngụy la hỏi kim lũ hôm nay vương phi làm gì Kim lũ một năm một mười đáp. Hôm nay, sau khi trời mưa, nương nương vẫn đứng mãi ở cửa sổ. Nô tỳ khuyên bảo vài câu, nương nương mới ngồi trong phòng theo thùa một lát. Lúc sau, lúc sau Lý Thiếu Gia cầu kiến, nương nương ra gặp ngày ấy. Sắc mặt triệu giới không đổi, rũ mắt nhìn tiểu cô nương đang cuộn tròn mình, đột nhiên hỏi. Theo cái gì? Kim lũ bừng tỉnh lập tức đi tới tủ gỗ tử đàn khắc nổi hình cây cỏ, lấy ra một cái bàn theo, đưa tới trước mặt triệu giới bẩm vương gia đang theo cái này triệu giới nhận lấy nhìn nhìn thấy trên bàn theo là hình kim ngân hoa hai màu vàng và bạc nhìn hình dáng hẳn là một đôi giày hắn đột nhiên nhớ tới trước kia có nói muốn ngụy la làm cho hắn một đôi vốn tưởng đã lâu như vậy tiểu gia hỏa này đã sớm quên không nghĩ tới thì gia nàng vẫn còn nhớ triệu giới thu tẩm mắt cười cười đưa bàn theo lại cho kim lũ nói để lại đi Kim Lũ không rõ chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Không lâu sau hạ nhân mang dược đã được sắc tới. Triệu giới múc một muỗng, thổi thổi cho nguội bớt, đút tới bên miệng Ngụy La. À la, uống thuốc nào. Thật ra bệnh của Ngụy La không nghiêm trọng tới vậy. Lúc nãy vừa mới ở trong lòng triệu giới chợp mắt một chút. Bây giờ bị hắn đánh thức, nàng nhớ mày cố chịu đắng mà uống hết một chén. Hàng mi dài như quạt nói, muội muốn ăn kẹo hoa quế. Chuyện này có gì khó chứ? Triệu Giới đem chén sứ men xanh vẽ hoa sen để trên bàn nhỏ đầu giường, nói với Kim Lũ và Bạch Lam, kêu phòng bếp làm một chút kẹo quế hoa đưa tới. Ngụy La đang bệnh, ẩm thực lúc này lấy thanh đạm làm chính, hắn lại nói, lại nấu thêm một chén cháo bí đỏ nấm tuyết và vài đĩa thức ăn mang lại đây. Kim Lũ và Bạch Lam lập tức lui ra ngoài, Ngụy La ỉu siêu nằm trong ngực Triệu Giới dụi dụi vào ngực hắn, duỗi hai tay ra ôm lấy eo hắn, nàng có chút mất hứng đại ca ca Vài ngày nay vì xử lý chuyện nhữ dương vương Lúc nào cũng đi sớm về trễ Rất lâu rồi không làm bạn với thiếp Triệu giới mỉm cười xoa xoa cái mũ nhỏ của nàng Bạn vương sao lại không tốt với nàng chứ Hai ngày nay chỉ bận rộn hơn một chút liền bị nàng ghi thù trong lòng Ngụy la không lên tiếng Có vẻ là vì đang bệnh Suy nghĩ của nàng có chút rối loạn Nghĩ nghĩ lại nghĩ tới việc tối qua Nàng nói Ngọc bội của Lý Tụng Hiếp không cần Cánh tay triệu giới đang ôm nàng siết chặt lại Cầm hắn tựa trên đỉnh đầu nàng Ngày mai ta liền kêu người trả lại cho trưởng công chúa Ngụy la gật gật đầu không nói gì nữa Không lâu sau Kẹo quế hoa và cháo bí đỏ nấm tuyết được đưa lên Tay Ngụy la chẳng có chút lực nào Vẫn là triệu giới đút nàng ăn xong bữa cơm Dùng xong cơm chiều nàng liền mệt mỏi Vừa nằm xuống đắp chăn đã ngủ Triệu giới thì đi thư phòng một chuyến Hôm nay sau khi vào cung, sùng trinh hoàng đế đem công vụ trong tay triệu trương giao cho hắn. muốn hắn hai ngày nữa đi thông châu giám sát xây dựng đường sông. theo lý thuyết, chuyện như vậy vốn không nên để triệu giới đi. hắn vừa mới thành thân hơn nửa tháng, vợ chồng son thân mật thắm thiết mới được mấy ngày, lại ném việc này cho hắn, đúng là không phúc hậu. nhưng việc sửa chữa đường sông không thể chậm trễ. sùng trinh hoàng đế vung tay giao việc, kêu hắn mấy ngày nữa xuất phát đi thông châu. Triệu Giới dựa vào ghế khắc hoa hồng, trong lòng thầm tính toán, thông châu cách thịnh kinh không xa, Xây ngựa đi khoảng 7-8 ngày, đường thủy chỉ cần 3-4 ngày, vẫn có thể để Ngụy La đi cùng, nếu nàng thấy núi non ở thông châu không thú vị, còn có thể dẫn nàng cùng đi ngâm ôn tuyền ở thôn trang trên đỉnh núi, cũng không biết ý của tiểu cô nương kia thế nào. Ngày kế tiếp, bệnh tình của Ngụy La đã khỏi hơn phân nửa, sáng sớm đã muốn ăn củ cải ngâm mật, nàng rửa mặt xong Tinh thần sảng khoái ngồi trên bàn Nghe triệu giới hỏi Hai ngày nữa vi phu phải đi thông châu một chuyến À là Nàng theo giúp ta được không Củ cải ngâm giòn giòn ngọt ngọt ngụy la cắn thành tiếng rốp rốp Nghe vậy cũng không cần nghĩ gì Đã đồng ý Được thôi Triệu giới cười cười Thật muốn ôm nàng vào lòng Nàng không hỏi ta đi làm gì sao ngụy la ăn một miếng củ cải ngâm Lại uống một chút cháo Ngược lại vô cùng thông suốt Đơn giản là vệ hạ giao việc cho chàng Có gì tốt mà hỏi Đương nhiên nàng nhớ ra chuyện gì đó Quay đầu lại vô cùng khẩn trương hỏi Đi bao lâu Chúng ta có thể trở về trước năm mới không Lương Ngọc Dung thành thân vào tháng 2 Nàng còn muốn trước khi Lương Ngọc Dung thành thân Thì chào tạm biệt nàng ấy Tiện thể nói chút chuyện riêng tư Hơn nữa còn sắp tới lễ mừng năm mới Tóm lại nàng muốn về phủ Anh Quốc Công xem một chút Hôn sự của thường hoàng Cũng nên định ra rồi Nàng không thể bỏ qua được cũng may triệu giới gật đầu tất nhiên là có thể lúc này ngụy la mới yên tâm rất nhanh đã tới ngày xuất phát ngụy la biết sân trang trên núi ở thông châu không khỏi thêm mấy phần hào hứng triệu giới ở thông châu xử lý công việc nàng liền ở trên sân trang ngâm mình ở ôn tuyền bởi vì đường xá xa xôi ngụy la mang theo không nhiều người lắm chỉ dẫn theo kim lũ bạch lam vân oa ngọc toa và hai bà tử lớn tuổi có lẽ là vì vào đông dọc đường đi thời tiết ngày càng lạnh xe ngựa không thể so với ở vương phủ không có đốt địa long cũng may trong lòng nàng ôm lò sưởi nhỏ trên người lại mặc áo choàng có lớp lót bên trong bằng lông hồ ly ngụy la vẫn cảm thấy lạnh nàng không muốn ra ngoài triệu giới vẫn luôn ngồi trong xe ngựa bồi nàng hai người ngồi so với một người thì ấm áp hơn nhiều ngày hôm đó triệu giới đuổi kim lũ bạch lam ra ngoài ôm ngụy la ngồi trên chân mình còn lạnh không ngụy la gật gật đầu cũng không biết có chuyện gì. Mấy ngày này trời vô cùng lạnh, mùa đông mấy năm trước cũng chưa từng lạnh tới như vậy. Triệu giới ghé vào tai nàng hỏi, không bằng chúng ta làm chút chuyện để thân thể nóng lên. Mới đầu ngụy La còn chưa hiểu ý hắn, ngây thơ hỏi, chuyện gì cơ? Đợi tới khi triệu giới cởi áo choàng của nàng xuống, nàng mới hiểu được. Mấy ngày này, họ vẫn mãi ở trên xe ngựa, bên cạnh có kim lũ và bạch làm hầu hạ, triệu giới không tiện làm chuyện đó, hắn là nghẹn hỏng rồi cũng không thèm cố kỵ đây là xe ngựa lột nàng sạch sẽ ngụy la cũng không bài xích chuyện này nhưng nàng lo lắng phu xe bên ngoài nghe được liền đỏ mặt che ngực nói sắp sắp, tới thông châu rồi triệu giới giữ lấy eo nàng cắn tai nàng không kịp rồi lần này vừa sâu lại vừa mạnh lộng ngực triệu giới nóng hơn ngụy la rất nhiều nàng cảm giác mình đang ôm một lò lửa bị lò lửa này thiêu đốt chỉ một lát sẽ hỏa tàn mất thôi nàng cố gắng không kêu ra tiếng nhưng có lẽ là quá lâu không làm Triệu giới làm lần đầu rất nhanh đã kết thúc Nàng nhẹ nhàng thở dốc Còn chưa kịp nghỉ ngơi Ai biết triệu giới rất nhanh đã khôi phục sinh lực Đem nàng kéo sát vào gối dựa lớn Lại động Lần này thời gian dài hơn rất nhiều ngụy La mở miệng cắn vào vai triệu giới Đáng thương hử nhẹ Nhẹ một chút Có điều ra mặt triệu giới dày Không những không nghe lời nàng nói cố ý còn mạnh hơn ba phần sau nửa canh giờ toàn thân ngụy la chẳng còn sức lực mồ hôi ròng ròng rơi trên gối trên người nàng đắp áo trắng đỏ thẫm theo mẫu đơn càng làm nổi bật đôi chân trắng muốt như ngọc để lộ ra bên ngoài triệu giới ăn no thỏa mãn nâng chân nhỏ của nàng lên tách ra ngụy la lập tức cảnh giác co người chui vào góc đừng tới giọng nói nức nở hẳn là rất đau triệu giới mỉm cười có phần dịu dàng vì phù giúp nàng lau nếu không chút nữa làm sao mặc đồ ngụy la dừng lại một lát sau đó không phản kháng nữa chỉ là không nhìn hắn nàng cảm thấy phù xe bên ngoài chắc chắn là nghe được rồi lúc nãy nàng nhịn không dám lên tiếng nghĩ tới thật không còn mặt mũi ra ngoài cho dù ngụy la không tình nguyện thế nào xe ngựa cũng tới thông châu một đường chạy từ chân núi lên đỉnh núi quản sự sân trang sớm đã dẫn hạ nhân đứng ở cửa chờ nghinh đón triệu giới xuống hỏi quản sự vài câu ngụy la kêu kim lũ và bạch lam vào hầu hạ nàng mặc quần áo kim lũ và bạch lam cũng biết là chuyện gì vô cùng có nhãn lực không hỏi gì cả ngoan ngoãn làm chuyện của mình đi vào sơn trang ngụy la vẫn ở phòng trước kia khác biệt duy nhất là lần trước nàng ở một mình lần này còn có thêm triệu giới triệu giới bởi vì có công vụ trong người chỉ có thể nghỉ lại một đêm sáng ngày hôm sau đã vội vàng xuống núi giám sát chuyện tu sửa đường sông ngụy la ngủ thẳng một giấc đến khi hừng đông thoải mái ngầm ồn tuyền nửa canh giờ mới bắt đầu tìm việc gì đó để làm trên núi tuyết động quanh năm hôm qua lúc nàng tới chỉ thấy một mảnh trắng xóa bông tuyết trắng xóa khó trách lại lạnh như vậy nàng khoác áo choàng hồ ly đỏ thẫm trong tay cầm lò sưởi dạo quanh sơn trang một vòng lần trước nàng và lương ngọc dung ở lại đây ba tháng cũng biết có chỗ nào chơi vui nhưng mỗi mình nàng có chút không ý nghĩa không bao lâu liền quay trở lại Ngụy La vừa đi tới hành lang đã nhìn thấy một con sóc màu nâu cho đứng dưới tán cây tùng trong sân. Hai chi trước của nó ôm một quả tùng trợn tròn mắt nhìn nàng. Ngụy La liền trở nên hào hứng, ánh mắt sáng lên hỏi: Kim Lũ, ở đây có trứng gà không? Kim Lũ nói: để Nô Tì vào trong tìm xem. Chỉ tiếc Kim Lũ còn chưa trở lại, con sóc kia đã nhanh như chớp trèo lên cây, lại nhảy ra sân bên ngoài đào tẩu mất. Ngụy La có chút tiếc nuối đêm đó lúc triệu giới về, nàng liền thuận miệng kể chuyện này cho hắn nghe. Sau khi triệu giới nghe xong cười nói, nếu nàng thích, ngày mai vi phu kêu người đi bắt một con. ngụy la vội vàng từ chối, xong có thể thỉnh thoảng nhìn một chút là được, nếu kêu nàng tự mình nuôi, nàng chưa chắc có thể nuôi sống chúng được. Lại nhớ tới thắt lưng, hình sóc lần trước triệu giới tặng cho nàng, ngụy la từ trong giương lấy ra, đưa tới trước mặt triệu giới hỏi, lúc ấy quên hỏi chàng, sao lại tặng cái này cho thiếp? lần này triệu giới không né tránh vấn đề này hai tay hắn để chân gõ má nàng cúi đầu cười một tiếng khi đó nàng ở trong xe ngựa của ta ăn hạt thông rất vui vẻ sột soạt sột soạt không phải rất giống sóc hay sao hóa ra là vì vậy ngụy la lập tức cảm thấy con sóc này nhìn thế nào cũng không đáng yêu chậm rãi trả về chỗ cũ hơm sắc mặt tiểu cô nương biến hóa quá nhanh triệu giới cười ha ha ngoại trừ xem sóc hôm nay nàng còn làm được gì Ngụy La thành thật nói lại với hắn, sau đó đẩy hắn lên giường, "Đại ca ca, mau đi ngủ thôi." Thật ra, từ Sơn Trang trên núi Thiên Thiền tới Thành Thông Châu cách một khoảng không gần, xe ngựa phải đi nửa canh giờ mới tới, mỗi ngày Triệu Giới đều rời giường từ lúc trời chưa sáng, dù vậy hắn cũng không muốn ở lại thành, nên mỗi ngày đều tới tới lôi lôi như vậy. Chi phủ Thông Châu rất nhiều lần mời hắn, hy vọng hắn ở lại nhà ông ta, nhưng Triệu Giới đều từ chối, nguyên nhân vì sao ư? tất nhiên là muốn về ở cùng với nàng dâu nhỏ của hắn rồi cứ thế bốn năm ngày sau rốt cuộc triệu giới cũng có nửa ngày nhàn rỗi hắn dứt khoát dính vào ngụy la không rời ôm nàng ngồi cạnh cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần ngụy la nhìn thấy dưới mắt hắn có một vòng xanh đen mỏng hẳn là mấy ngày này không được ngủ ngon liền vỗ vỗ hắn nói chàng mau đi ngủ đi đã vài ngày không được nghỉ ngơi tốt rồi thiếp ngồi chỗ này xem sách một lát khi nào dùng cơm tối sẽ gọi chàng Triệu giới không động đậy Giọng nói lửa biếng Ta ngồi chỗ này với nàng Ngụy La không có cách nào đành tùy hắn Ngụy La đang xem một quyển sách ghi chép chuyện dân gian, phần đầu ghi lại rất nhiều chuyện xưa thú vị. Mấy ngày nay nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, liền thích xem quyển sách này. Ngụy La vừa hay đọc đến một câu chuyện xưa có tên Chuyện kể về một tiểu thư danh môn khuê tú thích một thư sinh, không để ý tới nhà hoàn khuyên can, âm thầm hẹn hò với vị thư sinh kia, tự định chung thân, sau đó ngay cả thân thể mình cũng cho hắn ta. Đây vốn nên là một giải thoại tình đầu ý hợp, nhưng thư sinh kia sau khi đỗ thám hoa lại là một kẻ bạc tình, liền lấy nữ nhi của tể tướng làm thê. Tiểu thư khuê các đó không tiếp nhận được sự thay lòng đổi dạ của hắn, trước khi chết còn muốn hỏi lại nguyên nhân tại sao, tú tài kia chỉ nói Người dễ dàng trao thân cho ta Tiểu sinh đó lại suy nghĩ một chút Người không giống với khuê tú trong cảm nhận của ta Nữ tử biết tự trọng sẽ giữ mình Sao có thể dễ dàng trao thân cho người khác trước khi thành thân Tiểu thư kia không chịu nổi chế nhạo của tú tài Lưu lại cái khóa phỉ thúy rồi đâm đầu xuống hồ tự tử Khóa phỉ thúy đó chính là tín vật đính ước của bọn họ Sau khi ngụy La đọc xong Tức giận tới mức thiếu chút nữa là xé luôn cả sách Nàng kêu lên nếu ta mà là nữ tử trong sách kia nhất định sẽ kéo tú tài cùng nhau tự sát vừa vặn triệu giới cũng không ngủ hắn liền cùng đọc chuyện xưa này với nàng thuận miệng bình luận ta lại cho rằng tú tài kia nói không sai ngụy la kinh ngạc quay đầu nhìn triệu giới chằm chằm chàng nói gì triệu giới nhận ra ngụy la thật sự tức giận liền dựa người vào cửa sổ cười cười nhìn nàng nhưng câu nói của triệu giới lại giống như một cây kim đâm vào ngực ngụy la Nàng nhất định phải hỏi được nguyên cớ, chàng thật sự cho rằng vị thư sinh kia nói đúng hay sao? Triệu Giới không nói lời nào, lại thấy mặt nhỏ của Ngụy La càng lúc càng nhăn lại khó coi, hắn mới hỏi, "Vì sao phải chấp nhất vấn đề này?" Thái độ của Triệu Giới vào trong mắt Ngụy La chính là thừa nhận, Ngụy La đẩy hắn ra, chui ra khỏi ngực hắn, gương mặt nhỏ căng thẳng chất vấn, "Trong lòng Đại ca ca có phải cũng đối xử với ta như vậy không? Lúc trước kia, khi chúng ta chưa thành thân, cũng là âm thầm hẹn hò, có tư tình, có phải chàng cũng thấy ta giống như cô nương trong sách kia, không biết tự trọng giữ mình. Triệu giới nghe thế mới biết tại sao nàng tức giận, trong lòng hắn lột bột, đưa tay ra muốn kéo nàng lại lần nữa. Nàng nói mề sảng cái gì? Ai biết được tốc độ ngụy là vậy mà còn nhanh hơn cả hắn, giống như con thỏ nhỏ nhảy khỏi noãn tháp, nàng tức giận nhìn hắn. Ta không thèm để ý tới chàng nữa. Sau đó giày cũng chưa mang, chân trần liền chạy ra ngoài. Chương 138 Thói hư tật xấu của nam nhân Khoảng cách từ thư phòng tới phòng ngủ không xa Hơn nữa Ngụy La lại chạy nhanh Giống như một làn khói vụt qua Đợi cho triệu giới đuổi theo Đã thấy Ngụy La không chút lưu từng Đóng cửa phòng dầm một tiếng Triệu giới bị từ chối đầy đầy cửa Trực linh môn bị tiểu cô nương cài then cố định bên trong Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi À là, nàng mở cửa, có gì chúng ta từ từ nói. Trong phòng không có thanh âm, Hắn còn đang tức giận rồi. Ngược lại thật sự rất tức giận, Triệu Giới cười khổ. Thật ra, Ngụy La không phải chỉ tức giận, nàng vừa thất vọng lại vừa phẫn nộ, hóa ra Triệu Giới cùng những nam nhân khác không có gì khác nhau. Trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, lúc trước khi hắn chiếm tiện nghi của nàng thì nghĩ thế nào, có phải cũng giống như tên thư sinh kia, vừa cảm thấy cô nương này tùy tiện dễ lừa gạt, lại vừa hưởng thụ thân thể cô nương đó, làm chuyện cầu thả? mặt ngụy la nóng đỏ nàng quay đầu tức giận chừng mắt nhìn ra cửa lớn lại hờ hững với giọng nói vang vọng bên ngoài lúc này nàng thật sự vô cùng chán ghét triệu giới ngụy la lo lắng triệu giới trèo vào từ cửa sổ dù sao trước kia hắn cũng từng làm lại chuyện này nàng liền đi trước một bước đến bên cửa sổ đóng cửa thật chặt nàng đi một vòng trong phòng đứng ngồi không yên cuối cùng ngồi xuống thắp mỹ nhân ôm gối tơ vàng nói với người ngoài cửa chàng không cần nói nữa ta không muốn nghe hôm nay chúng ta tách ra ngủ chàng đi đi đừng tới tìm ta giọng nói ngoài cửa dừng lại một chút tay triệu giới đặt trên khung cửa chậm rãi nói à là ta không biết nàng nghĩ như vậy ta chưa bao giờ đối xử với nàng như thế hắn thích nàng còn không kịp sao lại cam lòng để nàng vì chút ủy khuất nào chứ nhưng tiểu cô nương tức giận hắn cần giải thích thật tốt trước khi chúng ta thành thân là ngươi tỉnh ta nguyện chẳng đến dòng sẽ tròn. Dù sao nàng cũng là của ta, ta mới nhịn không được sử dụng quyền lợi sớm một chút. Ta không phải tên thư sinh kia, sẽ không đối xử bạc tình bạc nghĩa với nàng. Nàng mở cửa ra, có mấy lời ta phải nói trước mặt nàng. Hốc mắt ngụy la hồng hồng, nằm trên tháp mỹ nhân, hai chân đạp đạp dày ra, cả người co lại thành một cục. Không muốn nói chuyện với chàng, lúc nãy chàng cũng không nói như vậy. Bây giờ lại sửa miệng, chẳng qua là muốn dỗ nàng thôi. Ngụy La càng nghĩ càng thấy triệu giới đáng giận. Lúc chưa thành thân thì nói nghe thật tốt, thành thân rồi liền lộ nguyên hình. Nam nhân đều có thói hư thật xấu giống nhau, không trị cho tốt, có thể hắn sẽ tự cho mình là trời. Cho dù triệu giới đứng bên ngoài có nói thế nào, Ngụy La cũng không thèm để ý. Không bao lâu, nàng dần dần cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trên tháp mỹ nhân. Ước chừng qua nửa canh giờ, bên trong không có động tĩnh gì. Kim Lũ và Bạch Lam nhìn tĩnh vương đứng ngoài cửa, tay chân có chút luống cuống. Vợ chồng Son, Vương Phi và Vương Gia cãi nhau. Lúc bọn họ hầu hạ bên ngoài, căn bản không biết là có chuyện gì. Chỉ thấy Vương Phi nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, sau đó liền tự nhốt mình trong phòng. Đây là như thế nào? Mấy ngày trước không phải còn ân ân ái ái dính nhau như keo sao? Mới chấp mắt sao lại loạn lên như vậy rồi? Chuyện giữa hai phù thê như vậy, Kim Lũ và Bạch Lam chỉ là nha hoàn, không tiện khuyên can, chỉ có thể im lặng đứng một bên thay vương già mặc niệm tính tình của ngụy la các nàng là người rõ nhất trong mắt không chứa được dù chỉ nửa hạt cát còn nhớ trước đây không biết tại sao ngụy la và ngụy côn nháo một trận ngụy la liền đem mấy món đời chơi nhỏ ngụy côn tặng đốt hết cháy sạch không còn một mảnh thậm chí mấy ngày cũng không thèm đếm xỉa tới ngụy côn sau đó vẫn là ngụy côn ăn nói khép nếp dỗ dành hết mấy ngày mới dỗ nàng tốt lên được bây giờ vương phi náo loạn với cô ra vừa nhìn liền biết không phải tức giận nhỏ đâu không biết cô ra phải dỗ dành bao nhiêu ngày đây Nương nương chắc đã ngủ thiếp đi rồi ạ à, Kim Lũ khuyên Không bằng sáng mai Vương gia hãy tới Nói không chừng sáng mai nương nương đã bớt giận rồi Triệu giới không hề bị lay động Nói với chu cảnh bên cạnh Mở cửa chu cảnh nghe lời tiến lên Không biết sử dụng cách thức yêu ma tà đạo nào Chỉ thấy tay hắn điểm nhẹ lên cánh cửa Lại nhẹ nhàng đẩy một cái Cửa lên mở ra Kim Lũ và Bạch Lam trận mắt há hốc miệng mà nhìn. Triệu giới đẩy cửa đi vào, những người còn lại đều chờ bên ngoài. Đi vào nội thất liền thấy tiểu cô nương nọ đang nằm trên ghế sau tấm bình phong mỹ nhân, đang đàn. Cả người nhỏ đều co lại, nửa gương mặt giấu trong thảm đỏ, thấm, theo chim khách đậu canh. Nàng ôm lấy gối dựa, gương mặt buồn ngủ. Triệu giới tuy có nhiều bất mãn, nhưng nhìn thấy mặt nhỏ của nàng còn vương nước mắt, chỗ bất mãn này cũng biến mất sạch. Hắn ngồi trên giường vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng Bên nước mắt sớm khô đọng lại Ngón tay căn bản không lau được Hắn vừa mất đắc dĩ lại vừa đau lòng nói Cô nửng ngốc Sao phải tức giận với hắn như thế Triệu giới đứng dậy Đi lấy khăn để bên giá gỗ Chấm chấm rút nước xoay người lại tỉ mỉ giúp ngụy La lau mặt Khăn nhỏ có chút lạnh ngụy La vô thức rụt rụt người về sau Phát ra tiếng ửm nhẹ Triệu giới cười một tiếng Bỏ khăn qua một bên cọ cọ mũi nàng nói yếu ớt như vậy còn không cho người khác ở bên hầu hạ không biết nghĩ thế nào tất nhiên ngụy la không nghe được rồi làm xong mọi việc triệu giới lại tìm một bộ đồ ngủ màu tím hồng thay cho ngụy la lúc này mới ôm nàng về giường đắp chăn cho nàng thận thế nằm bên cạnh nàng hôm sau ngụy la tỉnh dậy thì triệu giới đã xuống núi rồi Hôm nay là giai đoạn trọng yếu của việc xây dựng đường sông, triệu giới nhất định phải tự mình giám sát, cho dù chưa dỗ dành tốt tiểu cô nương ở nhà, hắn cũng phải rời đi xử lý công việc trước. Sáng sớm lúc trải đầu, Ngụy La hỏi, tối qua ai thay đồ ngủ cho ta? Kim Lũ vừa giúp Ngụy La cài một cây châm hổ điệp bằng ngọc bích cùng tơ vàng, vừa trột dạ nói, là vương gia, quả nhiên mà, Ngụy La cũng không nói gì, dùng xong điểm tâm, Ngụy La đang chuẩn bị đi dạo trong sơn trang, không ngờ lại có từng mảnh từng mảnh bông tuyết bay trong không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ vì đang ở trên đỉnh núi, nàng cảm thấy bầu trời rất gần, đưa tay ra liền có thể chạm tới. Bông tuyết óng ánh trong suốt, rơi rồi lại rơi, giống như mở ra một tấm lưới dệt kim rậm rạp chẳng chịt, bao lấy người bên trong nó. Trận tuyết này càng rơi càng lớn, không thể đi dạo được. Ngụy La đành trở về phòng ôm lò sưởi nhỏ, ngồi trên noãn tháp ngắm tuyết ở bên kia trong thành thông châu bởi vì đột nhiên có bão tuyết đề điều đường sông không thể xây dựng tiếp được đành phải tạm thời dừng lại tri phủ thông châu lâm thu đường đề nghị trận tuyết này xem ra không dừng lại ngay được vừa vặn tệ phủ ở không xa mong vương già cùng hạ quan về phủ ngồi một lát uống một chén trà nóng giúp ấm thân thể triệu giới đứng dưới ô nhìn những bông tuyết bay lả tả trên mặt sông gật đầu nói cũng được lâm tri huyện không kìm được vui mừng vội vàng kêu người về phủ chuẩn bị trước bản thân lại thận trọng thấp thỏm dẫn triệu giới lên xe ngựa ngồi nghe nói vương phi cũng cùng tới thông châu với điện hạ không biết vương phi đang ở đâu đệ phủ mặc dù không lớn nhưng cũng có không ít phòng ở bên ngoài sợ là có chút bất tiện không bằng mời vương phi tới ở trong phủ còn có tiểu nữ làm bạn trên mặt triệu giới không có biểu tình gì nàng ấy không thích tiếp xúc với người khác nói xong hắn mở mắt nhìn thẳng Lâm Tri Phủ. Lâm Đại Nhân, không cần hao tâm. Lâm Thu Đường không nghĩ tới triệu giới lại từ chối dứt khoát như vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Là hạ quan lắm miệng. Đến Lâm Phủ, Lâm Thu Đường mời triệu giới tới phòng khách, lập tức có người bê trà lên. Đầu tiên ông ta hỏi ý kiến triệu giới về việc xây dựng đường sông, có thể leo lên tới vị trí này, cũng là có chút bản lĩnh. Cách nghĩ của Lâm Thu Đường cũng tương đối độc đáo, không biết cái có thể sử dụng được vẻ mặt triệu giới tẻ nhặt, có chút không thèm để ý. Nửa canh giờ trôi qua, trận tuyết bên ngoài chẳng những không chấm dứt, ngược lại còn có xu hướng càng lúc càng lớn, chỉ sợ trong một lát cũng không thể dừng được. Triệu giới nhớ tới ngụy La còn đang ở trên núi, tiểu cô nương kia không biết đã hết giận chưa, tuyết rơi lớn như vậy, nàng hẳn phải ngoan ngoãn ở trong phòng. Hắn đặt chén trà màu hồng phấn xuống, đứng lên nói, xem ra hôm nay tuyết không ngừng được, chuyện xây dựng đường sông tạm dừng một ngày, bạn vương đi trước lâm tri phủ không ngờ triệu giới nói đi là đi có chút luống cuống bội vàng đứng lên nói uh, vậy uh, uh, vậy hạ quan tiễn điện hạ triệu giới cũng không để trong lòng cất bước đi ra ngoài vừa mới ra khỏi phòng khách liền thấy một bóng hình màu hồng bất chấp tuyết rơi mạnh chạy trên hành lang trong ngực còn ôm một cành mai vừa chiết nói với lâm thu đường phụ thân thật là tuyết lớn như vậy còn bắt con đi chiết mai cái gì chứ Nhà... Lời còn chưa dứt, vừa ngẩng đầu nàng ta liền nhìn thấy triệu giới tuấn lãng đang đứng trước mặt, nhất thời không nói được lời nào. Cô nương này mặc áo tràng màu đỏ thẫm, thêu hoa văn bảo tướng, trên đầu và vai đều còn đọng tuyết, gương mặt xinh như hoa, môi đỏ răng trắng, mặt trái xoan, má hồng đào, quả nhiên là tiểu thư được cưng chiều, xinh đẹp động lòng người. Có lẽ là vì trời quá lạnh, mũi nàng ta bị lạnh tới đỏ ửng nhìn thấy triệu giới liền chấp chớp một cái, đem tất cả oán thận đều nuốt vào bụng phụ thân vị này là lâm thu đường cười ha ha đi lên trước thay triệu giới giới thiệu điện hạ đây là tiểu nữ của hạ quan khiến ngài chê cười rồi ông ta chợt nghiêm mặt nói với nữ nhi nhu nhi còn không mau thỉnh an vương gia vẻ mặt lâm nhu có chút ngượng ngùng trước đó phụ thân có nói sẽ mời vương gia tới nàng vốn tưởng rằng có thể có thân phận này đều là lão già ba bốn mươi tuổi không nghĩ tới vị tĩnh vương này lại trẻ tuổi như vậy bộ dáng lại tuấn mỹ vô song nhất thời tim nàng ta liền nhộn nhạo lâm nhu sợ hãi tiến lên đỏ mặt nói dân nữ thỉnh an vương gia lời còn chưa dứt dưới chân nàng ta mất thăng bằng thân thể lảo đảo ngã về phía trước triệu giới nhíu mày góc độ này của lâm nhu rất tốt nhắm ngay lòng ngực hắn mà tới cho dù hắn không đỡ cũng không tránh được có chút tiếp xúc Huống gì cô nương người ta ngã xuống trước mặt, hắn đỡ một tí là hợp tình hợp lý. Ngày lúc mọi người cho rằng triệu giới sẽ đưa tay ra giúp, hắn lại bước chéo qua bên cạnh một bước, khó khăn tránh đi Lâm Nhu. Lâm Nhu không kịp thu người lại, ngã mạnh xuống đất, chỉ cảm thấy trên cổ chân chuyển tới cơn đau thấu tim, sợ là bị trẹo rồi. Ánh mắt triệu giới băng lãnh nhìn nàng ta, cũng không có chút rung động nào. Hắn lại nhìn Lâm Thu Đường, khách khí biến thành cảnh cáo lạnh lùng nói. Nếu Lâm Đại Nhân tự cho là mình thông minh, làm ra chuyện ngu xuẩn lần nữa, đừng trách bản vương không khách khí. Lâm Thu Đường đang giữa mùa đông mà lại ra một thần mộ hồi lạnh. Lúc này ông ta mới biết những thủ đoạn nhỏ này, căn bản không qua được mắt triệu giới. Ông ta lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hạ, hạ quan biết sai, là, là hạ quan đi quá giới hạn, kính xin vương ra thứ tội lâm thu đường từng nghe lời đồn về triệu giới biết rõ hắn không có tình người lần này ông vốn ôm hy vọng may mắn hy vọng nữ nhi nhà mình may mắn vừa ý hắn nào biết người ta căn bản khinh thường không để vào mắt ông còn tưởng đã chọc thùng tâm tư của hắn đúng là mất mặt triệu giới rũ mắt nhìn lâm thu đường một cái nhàn nhạt, nhạt nói biết sai là được vậy quỳ đi sáng mai bản vương lại tới ý này là muốn ông ta quỳ tới sáng mai sắc mặt lâm Trì phủ trắng bạch triệu giới cũng không thèm quay đầu lại ngồi lên xe ngựa đi về hướng sơn trang lúc tới đỉnh núi mới qua giờ mùi trời còn chưa tối chỉ là tuyết rơi quá lớn che mất ánh mặt trời khiến bầu trời mù mờ tối triệu giới phủi phủi bóng tuyết trên vai đi vào hành lang nhỏ đi về hướng phòng ngủ nhưng hắn đẩy cửa ra liền thấy vô cùng không thích hợp trong phòng rất yên tĩnh không có chút tiếng động nào nếu ngụy la ở đây cho dù là giận hắn đi nữa cũng phải có chút âm thanh nào đó Tẩm mắt hắn đảo qua một lần À la Không có ai trả lời Triệu giới đi ra khỏi phòng Mặn không đổi sắc khỏi Bạch Lam Vương Phi đâu Bạch Lam run lẩy bẩy bối rối quỳ xuống đất nhận sai Bẩm vương ra Nương nương đi ra sâu núi Chương 139 Ngàn sai vạn sai Đều là ta sai Qua buổi trưa không bao lâu Ngụy La dùng cơm trưa xong Nói muốn đi dạo sau núi Kim Lũ và Bạch Lam cũng muốn đi theo, nhưng bị nàng căn lại. Nàng nói: Ta đi một lát rồi về, các ngươi không cần đi theo đâu. Thôn trang cũng không lớn, không bị lạc được. Ta muốn ở một mình một lát. Lúc đó Tuyết cũng không lớn như bây giờ. Kim Lũ và Bạch Lam không khuyên được Ngụy La, chỉ có thể nghe theo lời nàng. Bốn tưởng Ngụy La sẽ nhanh chóng quay về, không nghĩ tới một canh giờ sau vẫn không thấy nàng đâu. Kim Lũ và Bạch Lam có chút sốt ruột, nhìn thấy Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Bọn họ liền che dù ra sau hậu viện tìm kiếm, nhưng tìm khắp cả hậu viện cũng không thấy Ngụy La. Hai người giữa trời đông gấp đến độ cả người đầy mồ hôi, hỏi thăm nô bộc ở đây, một người trong số họ nói có thấy Ngụy La đi về phía sau núi. Nô bộc kia vốn muốn gọi Ngụy La lại, nhưng chớp mắt đã không thấy người đâu rồi. Lúc này, Kim Lũ và Bạch La mới ý thức được sự việc nghiêm trọng, nếu Ngụy La thật sự đi ra sau núi, theo như thời tiết bây giờ, cực kỳ dễ gặp chuyện không may, tiểu thư thật là Lúc này lại đi ra sau núi làm gì chứ Hai người đang định nói với quản sự Để quản sự kêu người ra sau núi tìm kiếm Không nghĩ tới triệu giới trở về Kim Lũ và Bạch Lam song song quỳ trên đất Biết mình có tội Nhưng bọn họ còn lo lắng cho an nguy của Ngụy La hơn Cầu xin vương ra Cho người tới sau núi tìm nương nương Trời sắp tối rồi Sợ là nương nương sẽ gặp nguy hiểm Đây đều là nỗi của bọn nô tỳ Nô tỳ không chăm sóc tốt cho nương nương Cam nguyện chịu phạt Hàng mi triệu giới nhíu lại hắn nắm chặt hai bên tay khắc hoa hồng của ghế dựa ai là ra ngoài từ khi nào kim lũ nói đã một canh giờ rồi ạ lâu như vậy triệu giới đứng dậy lệnh cho chu cảnh gọi quản sự và tất cả nốt bọc trong sơn trang nói rõ tình huống liền kêu phần lớn người trong sơn trang chia nhau ra sau núi tìm kiếm ngụy la nốt bọc biết rõ vương phi mất tích cũng không dám xem nhẹ một đám người sốc lại tinh thần lại bắt đầu đi về phía sau núi còn triệu giới hắn gần từng chữ nói đem hai người này cùng tất cả nha hoàn hầu hạ vương phi nhốt vào phòng chứa củi nếu vương phi có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn đều đánh chết hết sắc mặt kim lũ và bạch lam trắng bạch cả người nhất thời mềm nhũn nhưng họ cũng biết bản thân sai khi có người mang bọn họ tới phòng chứa củi hai người cũng không dãy rủa triệu giới đi ra khỏi nội thất trên mặt đầy sương lạnh nhận lấy cái ô chu cảnh đưa tới mặc dù hắn đã cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ lo lắng. Bản vương tự mình ra sau núi tìm, người ở lại Sơn Trang, nếu có bất kỳ tin tức gì thì tới báo cho bản vương. Chu cảnh kinh ngạc, vô thức nói, vương ra thân thể vạn kim, sao có thể mạo hiểm như vậy, chi bằng để thuộc hạ đi. Triệu giới nhịn không được cắt ngang lời hắn, bản vương kêu ngươi ở lại, ngươi nghe không hiểu sao. Hắn không thể trơ mắt nhìn ngụy La gặp chuyện không may, càng không thể ngồi chờ vô ích trong phòng. Nếu chờ thấy một cái tin xấu, hẳn cả đời này cũng không thể tiếp nhận nổi. chủ Cảnh dừng một chút quỳ gối nói, vâng, thuộc hạ cần tuân dặn dò của vương gia. Triệu giới không đáp lại, đi về hướng hậu viện. Hậu viện có một con đường nhỏ nối thẳng tới sau núi. Nghe nô bộc nói ngụy la chính là đi theo hướng này. Triệu giới ra khỏi sơn trang, gió tuyết từ bốn phương tám hướng quét tới. Trước mắt là một mảnh trắng xóa, khó có thể phân biệt rõ phương hướng. Hàn đón gió tuyết đi về phía trước hai bước, tuyệt động đã che mất mắt cá chân tình huống như vậy căn bản không thể đi nhanh được ngụy la cũng sẽ không thể đi quá xa lúc này ngụy la vẫn chưa về chỉ có hai khả năng một là nàng bị lạc đường ở chỗ nào đó gần đây hai là gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm triệu giới không dám nghĩ tới khả năng thứ hai bây giờ hắn thật sự hận tiểu cô nương này tới nghiến răng nghiến lợi thời tiết thế này lại không chịu yên ổn ở trong nhà còn muốn chạy tới chỗ này để làm gì chứ nếu hắn tìm được nàng nhất định sẽ đè nàng ra dùng sức hùng hăng đánh nàng một trận. Một lúc lâu sau, tất cả người ra sau núi đều tụ họp lại. Không có gì khác biệt, toàn bộ đều không có bất kỳ tin tức gì của Ngụy La. Sắc mặt triệu giới vô cùng khó coi, hắn ném chén trà nóng người hầu đưa tới đi thật xa. Nước nóng bắn tung tóe đầy đất. Tiếp tục tìm, nếu đêm nay không tìm thấy, ngày mai ai cũng đừng mong sống sót. Lời này vừa nói ra mọi người vì giữ cái đầu trên cổ không thể không ra sức tìm kiếm tiếp tục. Xem y trên người triệu giới đều ướt đẫm. Hắn về phòng thay đổi quần áo, lại tiếp tục ra ngoài. Chu cảnh quỳ trước mặt hắn khẩn thiết khuyên nhủ. Vương ra, trời đã tối đen, ngài ở lại sân trang chờ tin tức đi. Ra ngoài lúc này e sẽ gặp nguy hiểm. Triệu giới để ngoài tay, chầm mặc đi lướt qua chu cảnh. Lúc này gió tuyết bên ngoài đã ngừng, nhưng sắc trời dần dần tối mịt đi. Không lâu sau, ngay cả chút ánh sáng chiều tà đều bị ánh trăng nuốt hết. Ban đêm trên núi nói đến là đến, cơ hồ chưa từng dừng lại mới một khắc trước bầu trời vẫn sáng rõ như ban ngày chớp mắt tiếp theo đã tối đến chìa tay ra không thể thấy rõ năm ngón tay vùng núi này có sói đến lúc này còn không tìm được ngụy la vậy chỉ có thể là lành ít giữ nhiều không chỉ có triệu giới ngay cả hạ nhân trong sơn trang cũng đều nặng lòng dù sao bây giờ tính mạng bọn họ cũng cột chung một chỗ với vương phi nếu không tìm thấy theo tính tình bạo tàn của triệu giới sáng mai người trong sơn trang ai cũng đừng mong còn sống Trăng sáng càng lúc càng lên cao. Người ở sân trang lần thứ hai trở về từ sau núi, tầm như cho tàn. Bọn họ quỳ thành một vòng ở bên ngoài, chờ triệu giới xử phạt. Triệu giới đứng ở cửa, sắc mặt nhàm hiểm độc ác nhìn đám hạ nhân, tay phải hắn nắm lại thành quyền, dùng sức đập một bên khung cửa. Khung cửa không chịu nổi lượng này, hõm sâu vào thành hình quả đấm. Lúc này hắn đã không còn tâm tư giáo huấn người khác, nhắm mắt lại, giọng nói khản khàn khàn, trầm thấp. Tiếp tục tìm. Hạ nhân hai mặt lại nhìn nhau, lại nói với chủ nhân vâng vương gia vài ngày này bọn họ đều nhìn thấy được vương phi thật sự là khối thịt trong lòng vương gia là mũi nhọn ở trong lòng ngày thường rời giường cũng không nỡ đánh thức nàng dậy nếu vương phi đột nhiên không còn không biết vương gia sẽ trở nên thế nào nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả đỉnh núi họ cũng lật lên rồi vẫn không tìm thấy người tám chín phần là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn chỉ cần có thể tìm được người là tốt rồi cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng trong lòng mọi người đều ôm ý nghĩ này, chỉnh đốn lại một lần chuẩn bị xuất phát đi tìm lần nữa. Trợn nghe thấy từ trong hành lang nhỏ phía sau chuyển tới giọng nói nghi ngờ. Mọi người đang tìm cái gì thế? Giọng nói vô cùng tự nhiên. Mọi người đồng loạt nhìn lại chỉ thấy ngụy La đang đứng ở hành lang phía sau. Trên người mặc áo tràng tạch liệu theo hoa văn hình bướm vờn hoa được viền bằng lông hồ ly. Bên dưới là váy dài màu ngà. Trên người không có dấu vết bị thương, nhưng đầu tóc có chút rối ánh mắt có chút mờ mịt giống như là mới vừa ngủ dậy ngụy la nhìn bọn hạ nhân lại nhìn triệu giới đứng ở cửa nhờ tới đoạn đối thoại nàng vừa nghe được ngẫm ngẫm một chút cũng mơ hồ hiểu được là có chuyện gì triệu giới nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào cho tới khi ngụy la đi tới trước mặt hắn hắn mới khản giọng hỏi nàng đi đâu vậy ngụy la rũ mắt vừa hay nhìn thấy nước bùn trên ủng hắn chắc là đi đường xa hắn chỉ lo thay y phục mà chưa kịp đổi giày toàn bộ mũi giày đều ướt đẫm Nàng khựng lại, chỉ chỉ hành lang nhỏ sau lưng. "Ừm, uhm, tiếng gió trong phòng lớn quá, ta liền ra phía sau ngủ một giấc, địa long chỗ đó cháy sạch, quá nóng, không nghĩ là ngủ thẳng tới giờ." Nói xong, nàng ngoái đầu nhìn lại hạ nhân trong viện, nghĩ một chút rồi nói, "Tất cả giải tán đi." Bọn hạ nhân như được đại xá, giống như tới gần vách núi rồi đột nhiên bị kéo lại một cái, vô cùng cảm kích ngụy la, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ngụy la đi về phòng. Triệu giới nhìn theo bóng lưng của nàng, chốc lát cũng đi theo. Ngụy La đi vòng qua bình phong, đầu tiên ngồi xuống trước gương đồng hoa văn kim tiểu, tháo trong ngọc trên đầu xuống, lại đi vào trong đổi đồ ngủ màu hồng cánh sen. Kim Lũ và Bạch Lam không ở trong phòng. Nếu vừa rồi, những người kia thật là đi tìm nàng, không khó tưởng tượng tình cảnh của hai nha đầu kia, nhất định là bị triệu giới giam lại rồi. Kim Lũ và Bạch Lam là tâm phúc của nàng, triệu giới hẳn cũng không lập tức gây thương tổn gì cho bọn họ. Ngụy La đi về phía giường, cúi người trải niệm chăn ra, nhìn bộ dáng vẫn còn muốn ngủ, nhưng nàng còn chưa nằm xuống, eo liền bị một đôi tay giữ chặt lấy, sức lực trên tay hắn thật lớn, dùng sức siết chặt lấy nàng, rồi đem nàng ôm chặt vào lồng ngực cứng rắn. Ta à, tìm nàng rất lâu đấy. Triệu giới nói, giọng khan khan, cánh tay vẫn còn chút run rẩy. Lúc nãy hắn thật cho rằng nàng gặp nạn, thậm chí còn không dám nghĩ cuộc sống sau này không có nàng sẽ như thế nào. Loại tư vị đó hắn cũng không muốn cảm nhận lần thứ hai. Ngụy là xoay người đẩy tay hắn ra, nàng đứng lên, chân bước lùi phía sau một bước, miệng cứng có thể nhìn thẳng hắn hỏi. Chàng cho rằng ta rời nhà đi ra ngoài. Lúc này triệu giới vô cùng nghe lời, không có buông nàng ra, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, giống như nàng là chân bảo mất đi nay tìm lại được, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Không cần trả lời, đáp án hiển nhiên là thừa nhận. Ngụy là mím môi, có lẽ là muốn nói gì đó. Nàng nhìn hắn một chút, lại lặng lẽ rời mắt đi. Nhất mã, quy nhất mã, ta cũng là người hiểu đạo lý. Cho dù sau này có tức giận với chàng, có gây gỗ cũng sẽ không bỏ nhà đi. Y phụng triệu giới thay ra còn bắt trên bình phong bằng gỗ tử đàn để ở góc phòng ướt nhẹp, thậm chí còn nhỏ nước xuống sàn. Nàng hỏi, chàng trở về lúc nào? Đi ra ngoài tìm ta bao lâu rồi? Triệu giới nói, giờ thân đã về, không bao lâu, khoảng hai canh giờ thôi. Ngụy La còn nhớ lúc nàng trở về từ hậu viện, vừa đúng lúc tuyết lớn rơi, tuyết kia cũng không ngừng ngay được, cho nên nàng mới về sớm, không tiếp tục đi dạo nữa. Lục Bộc kia nói nhìn thấy nàng, chắc là nhìn nhầm. Hắn lại bất chấp gió tuyết lớn mà đi tìm nàng, không sợ gặp chuyện không may hay sao? Nói không cảm động là giả, lần đầu tiên Ngụy La cảm thấy Triệu Giới thật ngốc, vậy mà bình thường hắn còn nói nàng ngốc. Ngụy La kiềm chế không cong cong khóe miệng, cố ý ra vẻ nghiêm túc hỏi: Chàng biết mình sai ở chỗ nào rồi chứ? Triệu giới gật gật đầu. Tên thư sinh kia vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván phẩm chất bại hoại, đúng là nên lóc từng miếng thịt. Thấy vẻ mặt, ngụy la hài lòng, triệu giới lại được một bước tiến lên một tấc Nhìn nàng nói, À la, hôm qua là ta nói sai, ta chưa bao giờ đối với nàng như vậy cả, sau này lại càng không như thế. Trước kia chúng ta chưa thành thân, là ta không quản được mình, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Nàng tức giận với ta trọng tức thân thể mình chẳng phải là ta được tiện nghi rồi hay sao ngụy la nghiêng đầu nhìn thẳng hắn chàng thật sự nghĩ như vậy sao đôi mắt phượng đen láy của triệu giới nhìn nàng thật sâu thật ngụy la nhìn chằm chằm hắn một lát muốn tìm thử chút dấu vết nói dối trên mặt hắn đáng tiếc không thành công hồi lâu nàng chậm rãi giang hai tay mình ra nói tốt lắm có thể ôm một cái chương một trăm bốn mươi bị bệnh trong phòng chứa củi, Kim Lũ và Bạch Lam được thả ra. Hai người biết được đã tìm thấy Ngụy La rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nghe người khác nói, Ngụy La căn bản không ra sau núi. Nàng chỉ là ở dãy nhà phía sau ngủ hai canh giờ. Vì ngủ thiếp đi, nên mới không nghe được động tĩnh lớn ở phía trước. Mà mọi người trong sân trang đều cho rằng nàng đi ra sau núi. Cũng không có ai cẩn thận tìm lại trong trang, mới náo loạn ra một trận ô long như vậy. Sau khi Kim Lũ và Bạch Lam nghe xong, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Nếu tiểu thư ngủ thêm chốc nữa thôi, chỉ sợ toàn bộ người trong sân trang đều không sống nổi. Bây giờ bọn họ nhớ tới bộ dáng như muốn ăn thịt người của triệu giới lúc đó, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hai người sắp lại tinh thần, đi phòng bếp lấy nước nóng, khăn lược, rồi đi vào phòng ngủ chuẩn bị hầu hạ ngụy la rửa mặt. Nô tỳ hầu hạ không chu toàn, theo chút nữa khiến nương nương chịu khổ, thỉnh nương nương trách phạt. Trong phòng không có thanh âm gì, Kim Lũ và Bạch Lam dè dặt ngẩng đầu lên, lại hy vọng bản thân chưa từng nhìn thấy một màn như vậy. Trên đầu Ngụy La chỉ cài một cây châm nhỏ, mái tóc đen bóng chảy xuống như thác nước. Tà tà trên đầu vai, càng làm nổi lên gương mặt nhỏ chỉ cỡ bàn tay của nàng. Quả là tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, dùng mạo xuất chúng hơn người. Triệu giới áp vào trên người nàng, bựng cả người nàng tới sát chân tường. Hắn nâng gương mặt nhỏ của nàng lên, hôn xuống môi nàng, giống như người đang khát khô lại gặp được ốc đảo, lại giống như dã thú bị bỏ đói thật lâu gặp được dê con, không chờ đợi được mà nhấm nháp mỹ vị, không đem nàng ăn sạch, thế không bỏ qua. Ngụy là chưa từng thấy triệu giới gấp gáp như vậy, mới biết hóa ra trước kia, hắn đều vì băn khoăn, sợ dọa nàng mới không lộ ra bộ mặt thật. Bây giờ hắn là vì vẫn chưa xua đi được nỗi sợ trong lòng, sợ không thể nhìn thấy ngụy là nữa, liền bất chấp mọi thứ, chỉ muốn thật sự cảm nhận được nàng. Triệu giới vừa hôn môi, hôn lên cổ nàng, vừa khàn giọng nỉ non. Sau này đừng náo loạn với ta nữa, bảo bối. Sau lưng ngụy la là vách tường, cả người bị vây quanh trong một góc nho nhỏ, nóng tới muốn tan chảy. Mắt nàng thoáng nhìn thấy vẻ mặt sừng sốt của kim lũ và bạch lam, nắm đấm nhỏ đấm lên lồng ngực triệu giới đỏ mặt oán giận. Ai náo loạn với chàng? Mau đứng lên, người chàng nóng như vậy nhất định là cảm rồi, mau đi tắm nước nóng cho người ấm áp lại. Lúc nãy nàng nói có thể ôm một cái Chỉ đơn thuần là ôm mà thôi nha Ai biết hắn thoáng cái đã nhào tới Giống hệt như con chó lớn nhìn thấy cục xương vậy Nâng mặt nàng lên mà hôn một trận loạn xạ Ngụy là thiếu chút nữa Đã bị hắn hôn tới không thở được rồi Xem ra lần này nàng quả thận Dọa hắn không nhẹ Ngụy là nghĩ thầm Lúc nãy nàng từ dãy nhà sau đi lên Xa xa thấy nét mặt của hắn Quả thật âm trầm tới dọa người Đây là lần đầu tiên Ngụy La nhìn thấy bộ mặt hắn dùng với người khác Khó trách ai cũng gọi hắn là người gian ác Cũng không phải là hư danh Cũng may hắn không đối với nàng như vậy Triệu giới không nhúc nhích Chàn hắn ghé vào cổ nàng Hơi thở nóng rực phun lên cổ ngụy la Khiến nàng ngứa ngáy Lúc trước hắn bất chấp gió tuyết đi ra sau núi Lại khiến toàn thân ướt nhẹp Cả đêm cũng không nghỉ ngơi chút nào Thân thể tất nhiên là không chịu nổi Vừa rồi hắn ôm nàng, Ngụy La cũng cảm thấy triệu giới không thích hợp, nhưng mà lúc đó khí lực triệu giới rất lớn, ngụy la tránh không thoát cũng ấm ờ dựa vào hắn bây giờ nha hoàn đã vào rồi tất nhiên không thể lại dính vào hắn được triệu giới siết chặt lấy eo nàng nhỏ giọng nói nàng cùng tắm với ta hồ tắm rất rộng dư sức chứa được hai người ngụy la nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của hắn hẳn là không tự mình tắm rửa được nếu để cho nha hoàn tới hầu hạ nàng lại cảm thấy không thoải mái chần chờ một lát ngụy la nói với kim lũ và bạch lam mau đem xem ý của vương gia đưa vào tịnh phòng đi để khăn lược và xà bông thơm lại các ngươi ra ngoài nhớ tới chuyện hai người họ gặp phải suy nghĩ một lát ngụy la lại nói hôm nay không trách hai người là ta tùy hứng cũng không trách phải các ngươi cũng thả vân oa và ngọc toa ra đi kim lũ và bạch lam liên tục gật đầu quy củ cúi đầu không dám nhìn lên giường nô tỳ đi làm ngay ngụy la đỡ triệu giới đi vào tịnh phòng đặt hắn trên tháp bằng gỗ cây du bên cạnh hồ tắm, bắt đầu cởi vạt áo của hắn. Nói thật, từ nhỏ đến lớn Ngụy La còn chưa từng hầu hạ qua nam nhân nào, cho dù là thương hoang, Ngụy La cũng chưa từng giúp hắn tắm rửa qua. Mặc dù nàng và triệu giới đã thành thân nhiều ngày, cái gì nên làm cũng đã làm, nhưng trải nghiệm như vậy đúng là lần đầu. Thoát hết xiêm y ra, cũng may triệu giới vẫn còn chút ý thức, lúc Ngụy La đỡ hắn ra hồ tắm cũng không tốn bao nhiêu sức lực, có điều triệu giới vừa vào ngồi trong hồ tắm cánh tay liền nhấc lên kéo tay ngụy la lôi nàng vào hồ theo ngụy la còn chưa kịp chuẩn bị cả người còn mặc đồ đã bị ném vào trong hồ cũng may cả người nàng ngã vào người triệu giới không bị thương gì nàng viện vai hắn mà ngồi dậy thở phì phò tức giận chàng làm gì đó xiêm y của thiếp đều ướt cả rồi nè triệu giới dựa lưng vào vách hồ cúi đầu nhìn nàng cười vừa rồi là nàng giúp ta cười xiêm y để trả lễ bây giờ để ta giúp nàng. Cái người này, cả người đã nóng thành như vậy còn không đứng đắn. Ngụy là hết cách với hắn, đành về thuận theo. Động tác của triệu rơi rất chậm, có lẽ là vì ngã bệnh. Cả người hắn không nhạy bén như xưa. Ngụy là cách hắn rất gần, phát hiện lúc triệu giới bị bệnh thì ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ vì mệt mỏi, đầu hắn tựa lên vai nàng, hàng mi dài quét lên ra Ngụy la, vô cùng ngứa ngáy. Ngụy la đang thất thần, cái cổ bị hắn dùng sức hôn lên trong chốc lát nơi đó nổi lên một dấu xanh xanh tím tím nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước che lấy cổ không cho hắn lại hôn lần nữa chàng bảo ngày mai làm sao thiếp dám gặp người khác đấy đầu óc triệu giới vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ cũng biết nghe lời phải cháy nếu còn không biến mất chúng ta liền ở trong phòng cả ngày ngụy là tức giận liếc nhìn hắn biết rõ chuyện hắn nói không thể nào làm được chuyện xây dựng đường sông không phải còn chưa tốt sao nếu chàng không đi vạn nhất có người dâng tấu trương tố cáo về hạ trách tội thì phải làm sao triệu giới không lên tiếng thật ra trong lòng hắn nghĩ cho dù đám quan viên thông châu có một trăm lá gan cũng không có ai dám tố cáo hắn triệu giới nắm tay ngụy la mặn dán lên mặt nàng vành tai và tóc mai chạm nhau chậm rãi nói à la ta có chút khó chịu gương mặt nhỏ của ngụy la bị nước nóng hấp tới trắng nõn nghe triệu giới nói vậy liền rút tay về để lên chán hắn Chàng bị bệnh tất nhiên là sẽ khó chịu rồi Triệu giới sau khi bị bệnh liền đặc biệt vô lại Ra mặt hắn vô đã rất dày Bây giờ lại càng dày tới không ai địch lại được Hắn nói Nàng hôn một cái Vì phù liền không khó chịu nữa Ngụy la dừng một chút cố gắng tìm lại từ ngữ Tắm rửa cho tốt đi sau cùng ngụy la nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn đành cúi đầu hôn một cái được chưa triệu giới vốn còn có tâm tư khác nhưng nghĩ bản thân có thể lây bệnh phong hàn cho nàng nghĩ tới thân thể của ngụy la hắn đành từ bỏ loại tâm tư này tóm lại lần tắm rửa này muốn bao nhiêu triền miên liền có bấy nhiêu triền miên sau khi hai người hòa hảo lại giống như hợp thành một người nhìn ra còn ân ái hơn so với lúc chưa gầy gỗ một chút đương nhiên phần lớn thời điểm vẫn là triệu giới quấn quýt lấy ngụy la sau khi tắm xong ngụy la giúp triệu giới lau sạch người cũng may đồ ngủ của triệu giới không phức tạp chỉ mặc một bộ xiêm y trắng choàng lên người là được có điều triệu giới quá cao ngụy la phải cố hết sức nhón chân lên mới có thể với tới lúc này thân thể nàng không né được dán chặt lấy lồng ngực hắn ngụy la chỉ mặc một lớp xiêm y mỏng không ngăn được bao nhiêu trong chốc lát liền cảm nhận được biến hóa cơ thể của triệu giới ngụy la chừng mắt nhìn hắn chàng triệu giới mỉm cười cắn cắn môi nàng vô tội nói không trách ta được là nàng mê hoặc ta cưỡng từ đoạt lý ngụy La mới mặc kệ hắn xoay người đi ra ngoài tự chàng mặc đồ đi kim lũ và bạch lam đi chuyển lời của ngụy la trong nội thất không còn ai cả mọi người đều thức thời đứng ở ngoài chờ nghe sai bảo các nàng tự biết rõ vương gia và vương phi hòa hảo như lúc ban đầu nhận định không hy vọng có người vướng bận trước mắt triệu giới cột lại dây lụa màu xanh ngọc dệt kim hoa văn thị đế tiến lên ôm ngang eo ngụy la bế nàng thả lên giường ông lấy nàng từ phía sau lại không yên tâm nói, à la, sau này không được tức giận với ta nữa. giọng nói có chút ủy khuất hiếm thấy. Ngụy La xoay người nhìn hắn, cái miệng nhỏ mím lại nói, là chàng chọc giận ta trước. Triệu giới lập tức ngưng theo lời nàng mà nói, phải phải, đều là ta không tốt, không nên nói mấy lời vô liêm sỉ kia, cho nên không phải lão thiên gia đang trừng phạt ta sao, khiến ta không tìm được nàng còn bị cảm phong hàn. Ngụy La lẩm bẩm nói miệng lưỡi trơn chu nhưng bộ dáng ngụy la lại không thật sự tức giận bởi vì triệu giới náo loạn một phen nàng đột nhiên nhớ ra sờ sờ chán hắn lại sờ sờ chán mình chàng cảm thấy khá hơn chút nào không trong sân chàng có đại phu không hoặc là có dược liệu sẵn để thiếp đi lấy triệu giới lắm lấy tay nhỏ của nàng mười ngón tay đan xen nhau cười nói chỉ là chút bệnh vặt mà thôi ta không yếu ớt như nàng ngày mai thì tốt rồi ngụy la bán tín bán nghi Thật không? Lừa nàng làm gì? Vì để Ngụy La tin tưởng, triệu giới kéo chăn đáp lại cho cả hai. Cầm tựa trên đỉnh đầu nàng dịu dàng nói. Không còn sớm nữa, ngủ đi thôi. Ngụy La thấy hắn tắm xong sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng không nóng như lúc nãy, mới miễn cưỡng tin lời hắn. Nàng nằm trong lòng hắn nhắm mắt lại, chốc lát sau liền ngủ. Nhưng sự thường chứng minh, nam nhân là loài động vật giỏi thể hiện nhất. Sáng sớm hôm sau, Nhiệt độ cơ thể triệu giới chẳng những không giảm xuống mà còn nóng hơn nhiều so với hôm qua. Ngụy La ôm hắn hệt như là đang ôm lấy lò lửa, nàng sơ chán hắn, đúng là nóng phỏng tay mà. Ngụy La vừa vội vừa hối hận, tối qua nàng không nên nghe lời hắn, bị phong hàn không xem đại phu, cũng không uống thuốc sao có thể đỡ được chứ. Nàng vội vàng kêu kim lũ báo với quản sự Sơn Trang xuống núi tỉnh Đại Phu, còn vẩn thân nàng nhúng ướt khăn trong nước lạnh lại đắp lên chán triệu giới triệu giới từ từ mở mắt nhích miệng cười một tiếng trận bệnh này cũng thật đáng giá ngụy là nhéo eo hắn một cái đừng có nói chuyện nằm im đi nói xong ngụy là cảm thấy vẫn chưa hả giận lại uy hiếp sau này chàng lại không tự coi trọng thân thể mình ta liền mặc kệ chàng đấy triệu giới nắm lấy tay nàng cười nói nếu nàng không quản ta thì còn ai quản chứ nàng biết rõ hắn nói điêu nhiều người thèm quản hắn lắm đấy Nghĩ thế nhưng trong lòng Ngụy La vẫn rất hưởng thụ. Một lát sau đại phu khẩn trương chạy tới, dùng trợ rơi bắt mạch, lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể, viết một phương thuốc, lưu lại đống dược liệu rồi nói. Căn cơ của vương gia tốt, người bình thường sốt tới độ này đã sớm thần trí không rõ rồi, thỉnh vương phi sai người dựa vào phương thuốc này mà sát thuốc. Uống 4 đến 5 thang thì không còn gì đáng ngại nữa, hai ngày này nhớ đừng để vương gia bị lạnh. Ngụy La gật gật đầu, kêu kim lũ thanh toán gấp ba lần phí chữa bệnh lại để bạch lam đi nấu thuốc tự nàng đút cho triệu giới uống hết vì triệu giới bị bệnh việc xây dựng đường sông liền rời lại hai ngày hơn nữa đợt này tuyết rơi quá lớn làm trễ nải tiến trình vợ chồng son không thể không ở lại thông châu thêm nửa tháng đợi tới khi sửa chữa xong đường sông lúc xuất phát trở về thịnh kinh đã là cuối năm Lúc Ngụy La và Triệu Giới về tới Thịnh Kinh đúng vào đêm 30, Sùng Trinh Hoàng đế cố ý bố trí ra yến trong cung, nghênh đón phù thề bọn họ.